nói là khoai lang đầu xanh dừa hả? Bỏ ra đi. Bỏ ra hay lấy luôn cái thùng luôn, lấy bánh ra để cái đầu thông nè. Cứ để lại cái thùng đó này. Ở cô để đi cô. Ông lồn miết ngạ môn gặp hết chứ ngạ một cái hai đâu. Cậu gì tổng cấp lô bón rồi, bón lô ăn luôn. Cô là hết hoa rồi. Sau này thì người Hoa ngày càng nhiều hơn kia ra mỗi tỉnh xây dựng một công trình riêng. Cao lầu Hội An là cái gì? Anh thử cao lầu nhé, cao lầu lạ. Cao lầu nó đâu? Trời. Đông chưa? Để uống được một ly trà mó cực khổ lắm chứ đâu phải giờ chuyện đùa. Cho em cái một phần này đi. Hello mọi người, Trương đang có mặt tại phố cổ Hội An. Thì ra Đà Nẵng chơi được mấy hôm rồi và hôm nay là tôi quyết định đi Hội An chơi một bữa mọi người ạ. Hôm nay là Trương đi chung với chị Huyền. Chị Huyền sẽ dẫn Trương đi. Xin chào mọi người. Đó, lần đầu đến Hội An chưa biết cái gì về đây, ở nơi đây hết mọi người ạ. Cho ai qua cầu. Không được qua hả? Sao ra? Nó kìa, nó chặn hai đầu kìa. Mấy khi được gặp nhau như này đúng không ạ? Có gì vậy ta? Ở đấy, bon chen kìa. Trời ơi, chỗ đây có gì mà đông quá này, mọi người. Ở nhà mình đi nhậu hè cho má. Vâng, sắp hàng chụp hình hoa giấy rồi. Rất là đông. À, để chụp hình hả? Đây. Ủa, cái hoa giấy đâu? Đâu có hoa giấy hả? Hoa giấy gì đây? Ít giờ hơi ít hoa quá vậy. Mùa này hết hoa rồi. Đi ra kia là ra số sông cái sông đi thuyền nữa hả? À. Toàn là màu ảnh ra ngoài đây chụp hình không mọi người ơi. Nãy giờ Dương đi là đi ngắm cảnh thôi. Cái xe này là xích lô hả? Ai thích đi bộ thì đi, ai thích đi xích lô thì sẽ thuê xích lô mà đi. Xin đẹp. Mình đi mình thuê là mấy xe đạp vậy hả ta? Đi xe đạp hả? Thôi đi bộ tí đã. Chiều đây xe đạp đây vui chứ hả? Phía bên bên trái chúng ta bây giờ là công trình hội quán Trung Hoa đó, là công trình tín ngưỡng của người Việt Trung Hoa, công trình hội quán đầu tiên người Việt Hoa được ở đây đó. Thời điểm đông nhất thì người Hoa Hội An nó gần cả 1.000 người. Sau này thì người Hoa ngày càng nhiều hơn kia ra mỗi tỉnh xây dựng một công trình riêng. Cho nên là mình có thêm hội quán Phúc Kiến, Hải Nam, Diễn Châu, Hoa. Nó tiền không? Em có tiền em có 2.000 đó. Dạ. Hả? Đi sạn văn hóa rồi hả? Đi chợ hả? Đi vào chợ luôn ha. Đây trái cây nè. Coi trong chợ có gì hay không? Đi tới cuối chợ bây giờ có quán chè ở đây mọi người. Trường ghé vô, Trường với chị ghé vô ăn chè rồi nè. Thêm ăn chi? Ủa ở đây chè. Ăn chè hạt sen với... Cho con một tàu phở chân châu ạ. Tàu phở là chè gì vậy? Đậu hũ. Đậu hũ hả? Đó, Trường sẽ ăn chè hạt sen nha mọi người. Xem thử lát muốn ăn cái chi. Cao lầu Hội An là cái gì? Anh thử cao lầu nhé, cao lầu lạ. Sao nghe mấy cái tên là lạ không ta? Rất lạ không á, đâu cái nào để chị giải thích cho. Cao lầu là cao, gì? Cao lầu là lát nữa anh thử đi, cao lầu chắc của Hội An mới có. Mì quán Hội An nó giống mì quán Đà Nẵng không? Chứ anh thử. Can ăn gì là lạ hả? Trà mốt. Lát đi uống trà mốt. Mình lát đi hàng hai mấy ăn đó xong uống trà mót nữa. Dạ. Có một tàu phở chân châu với lại một chè hạt sen ạ. À, chè hạt sen mọi người ơi. Ăn cố mai về. Tắm này cầu. Dạ. Cho em một cái tàu phở chân châu. Ủa? Cái này là gì cô?
cô ơi, cái này là gì ạ? Hạt cẩm. Hạt cẩm mà con tao gọi tàu phở chân châu ạ. Thôi để con ăn rồi. Con lớn. Con lớn này. Lớn hàng luôn. Cảm ơn ạ. Trương tiếp tục đi dạo phố Hội An mọi người. Trời ơi, bán đồ ăn này. Trời ơi, phố cổ Hội An đông quá mọi người. Khu vực tổ chức sự kiện gì á. Vô đây là đi dạo phố, đi ngắm cảnh rồi đi ăn uống. Hội An này đông quá mà đa số là vô để chụp hình ngắm cảnh. Nó đông ghê thôi. Trời ơi là đông. Đây là quán cà phê ngồi phía trên sân thượng mọi người. Đó, lên đó chụp hạ mà xuống là đẹp. Mà quán đông quá. Bây giờ Trương đi vô đâu. Vô đi lên coi thử có chỗ ngồi không đã. Ủa Minh coi có chỗ ngồi không thì ra đời. Đây là tầng 2 nè. Tầng 2. Trường đi lên tới sân thượng rồi. Wow, chật đấy. Trời ơi nó đông. Trời đông ơi. Trời ngoài kia nó đông kìa. Ngồi vô đây thì nó nắng. Thôi xuống đi hả? Đông thật đấy. Đông từ đúng không? Để. Người ta có người xuống kìa. Chụp được tấm hình ở đây cũng hơi cực á. Nói nhiều. Thấy đông người rồi. Đông quá mọi người ơi. Trương phải đi xuống thôi. Chẹt đường luôn rồi. Trên vừa đông mà vừa nóng rồi chứ. Đi xuống đi cho rồi. Mày chưa mua nước. Ngày thường chứ đâu có lễ gì hả? Ngày nghỉ thứ bảy. Ngày thứ bảy chủ nhật nó đông quá ta. Bánh đây bánh gì vậy bà? Khoai lang đậu chanh dừa con. Bao nhiêu một cái ạ? 5.000 con. Mua một cái ăn thử hả? Em hai cái, con hai cái ạ. Bánh này là khoai lang đậu xanh dừa hả? Bỏ ra đây. Bỏ được hay là lấy cái lông thùng luôn, lấy bánh ra để cái lông thùng nè. Cứ để lại cái thùng đó này. Ở cô để đi cô. Ông lồ miết ngà mồm gặp hết chứ phải ngà mọc ra hai đâu mà lộn. Gì đâu cấp lô bón rồi, bón lô ăn đi. Cấp lô chứ không cấp đâu. Chưa mua được quá. Nó bắt là nó không ra bán hả? Ủa là sao tao chưa hiểu. Trời ơi trà món rồi xếp hàng vậy hả? Trà nổi tiếng ở Hội An. Mua một ly trà món mà phải xếp hàng. Xếp hàng rất là dài. Sau một hồi xếp hàng thì Trương và chị đã mua được trà mót rồi mọi người. Để uống được một ly trà mót cực khổ lắm chứ đâu phải giờ chuyện đùa. Trà mót có cái lá này lá chè và lá chè với cái bông sen. Ông này là ông tre hay ông gì vậy? Ông cỏ hả? Ông cỏ. Cỏ. Không nhưng mà cái cỏ gì vậy? Quá cháy là bay cỏ. Có cái vị rất là lạ luôn. Đúng
đó, thưởng thức cho hết mấy cái món lạ lạ ở Hội An. Đối với những nơi tín ngưỡng có thắp hương ở trong không gian phố cổ trong cái khu vực miền Trung này thì nó sẽ được gọi chung chung với một tên là chùa, nên họ mới ghép tên của hai công trình lại với nhau và bây giờ gọi đây là chùa cầu. Thì đến ngày hôm nay tên gọi chùa cầu cũng là tên gọi quen thuộc nhất ở đây, và tên gọi thứ ba nằm ở trên cửa miếu và chúng ta sẽ đặt ở bên phải qua Lai Viễn Kiều. Lai là đến, Viễn là xa và Kiều là cầu, nó mang ý nghĩa là cầu của người phương xa đến đây xây dựng. Và tên gọi này do vị chúa thứ sáu của nhà Nguyễn, chúa Nguyễn Phúc Chu đã tặng cho từ năm 1719 trong một lần tình du phương Nam. Và hàng năm ở đây đều có thiên tai lũ lụt, thì có những năm chúng ta đến đây là nước lụt cao đến đầu gối. Thì ở bên kia sông, ở bên dưới thấp kia nó cao khoảng chừng 2 mét đến 2 mét rưỡi, và năm nào cũng như thế. Nhưng mà hầu như công trình này nó vẫn còn nguyên vẹn lắm. Phần gỗ này, phần nón này chúng ta đã chặt tay cùng công rồi. Và hiện tại thì ở trong miếu có thờ một vị thần. Vị thần này có tên gọi là Huyền Thiên Cấn Vũ, và thần bảo vệ cho người dân đây được an. Và hiện tại thì công trình này được chọn là biểu tượng của di sản với cái hình ảnh đơn giản như thế này. Và hình ảnh của các cô người được hình bên dưới là để đi để sau lưng và tiền 20.000 đồng. Chúng ta sẽ lên qua bên này thông qua một cái gỗ nữa sau đó. Đó, đang nói về lịch sử của cái chùa cầu mọi người ơi. Rất là hấp dẫn. Hướng dẫn viên du lịch hả? Mình không có, mình đi ké. Nhà cổ Phùng Hưng nè. Trong đó có gì không ta? Vô thử thôi. Đây cho biết. Đó. Ở đây họ đi mấy đàn đoàn là có áo đoàn, áo cặp hết. Trời, chỗ nào cũng có người nói. Có gì đâu ta? Những nhà bình thường. Họ nói về lịch sử rồi. Chương đã đi tới cuối phố cổ Hội An rồi mọi người ơi. Ở đây là bắt đầu cũng là vắng người rồi. Ở phía đây là phía ngoài đường hết rồi. Xe du lịch kìa, xe du lịch quá trời luôn. Đi xuống phía đây nữa hả? Đi đường ra chắc được vậy hả? Cung nửa ngọc hoa, cũng được đấy. Hội An 2022. Xung quanh sông ở phố cổ Hội An. Bây giờ Phương An kem cùng Thái Lan. Kem cùng Thái Lan dưa lưới mọi người ơi. Ăn kem xong tự nhiên thèm đồ nướng mọi người. Xong rồi Chương với chị bây giờ là đi ăn đồ nướng tiếp rồi. Đây là thực đơn. Cho em cái một phần này đi. Phố cổ Hội An đã đến giờ lên đèn. Đó. Giờ này mà đi thuyền dưới sông đẹp mọi người. Hồi nãy còn sớm quá Chương chưa có đi. Nên là đi ăn trước đã, xong rồi tới nửa tối đi dưới đó cho nó đẹp. Bên kia nhìn đèn đẹp quá ha. Mình đi nhìn nó đang thả đèn họ đăng. Ủa người ta họ thả đó hả? Lát nữa mình đi mình thích thả thì mình thả.